Trong phiên họp mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đã quyết định xây dựng lộ trình tăng học phí đối với một số cấp học và đang giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hoàn thiện đề án này. Cụ thể sẽ tăng học phí của nhà trẻ và trung học phổ thông theo lộ trình. Theo đề án này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng mức thu học phí năm học 2019-2020 theo hướng tăng đối với cấp nhà trẻ, trung học phổ thông. Đến năm 2020-2021, mức thu học phí của Hà Nội sẽ là 300.000 đồng một tháng đối với thành thị, 120.000 đồng một tháng đối với nông thôn và 30.000 đồng một tháng với khu vực miền núi. Lý do được Ủy ban Nhân dân cho rằng Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước. Tuy nhiên, mức thu học phí hiện nay của thành phố ở một số cấp học và khu vực thấp hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương và đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực đóng góp của người dân cho giáo dục. Khoản học phí này sẽ được các đơn vị sử dụng 40% để chi cải cách tiền lương. Kinh phí còn lại, 60% nguồn thu học phí sẽ chi phục vụ dạy và học.